I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now, sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't want. Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em độc dược ở Hà Nội luôn. Mình dám khẳng định độc dược Hà Nội luôn. Về Việt Nam thì không ấy. Đấy, nhìn con gái kìa, đấy, bên mình rửa xe bằng con gái luôn. Đấy, anh em thấy không, bình thường là mình rửa lấy 40, nhưng mà riêng con này rửa lấy 60. Công nó cao, lương nó cao. Rảnh không đi vào làm kế toán để ngồi đi rửa xe hả em? Thất tình chán đời, tóc bạc trắng luôn. Đùa. Hôm nay review cho anh em độc dược Kawasaki Ninja 400. Không phải đâu anh em. Con này ZX25R, một trong những con mà cực hiếm ở Hà Nội. Tại sao anh lại lừa dối em? Đéo tin. Hà Nội mình không hiểu tại sao lại không chơi con này nhá. Nhưng mà đây, cho anh em nghe thử cái âm thanh của nó. Tiếng nó như kiểu tiếng Honda ấy. Êm thút thít luôn. Và đây dựng cạnh cây con ZX25R kèm với con Honda CBR 250RR. Hai con cùng có một chế độ chạy này. Con này có tăng lực moment xoắn này, 4 máy này, con này 2 máy này. Nhưng mà anh em nhìn thấy không, nó to hơn hẳn luôn. Cảm nhận đánh giá ban đầu của mình nhìn thấy có body con ZX25R này nó to lắm. Nó ra dáng kiểu sport hơn. Nhưng mà vẫn là cái bệnh cố hữu của các bạn Kawasaki. Cái ghi đông này với mình thì nó vẫn chưa thật sự là theo đúng cái mong muốn của mình, là ghi đông nó thấp hẳn xuống sport luôn. Con này là đã sport rồi nhưng mà nó vẫn kiểu như kiểu sport city. Ôi giời, nhiều đèn thế. Dân chơi. Nhiều đèn thế. À, ok anh em, và bây giờ sẽ không mất thời gian anh em nữa. Mình sẽ mang con mượn bên Tún Racing, con Ninja 400. Và mình sẽ review cùng anh em con ZX25R này, hay gọi là Ninja 250cc 4 máy nhá. Ok anh em, bắt đầu thôi. Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog. Và như các bạn đã biết rồi, nếu mình vừa được trải nghiệm trên đường rồi, nếu anh em nào định chọn một chiếc xe đâm đầu, tức là bốc tốc đầu và chạy kiểu ăn nước đầu và chạy gõ đầu trẻ con, bỏ qua luôn con ZX25R này cho mình. Hoặc là anh em nào so sánh là ui, con này yếu hơn CBR 250RR thì đúng là đâm tốc đầu thì yếu hơn hẳn thật. Ga nó trễ vãi luôn, mặc dù nó là ga điện tử mà chạy cảm giác kiểu khi lên tốc đầu nó cứ bị hụt lại. Cái này là mình không bán xe nên là mình cũng chẳng mình có sao thì mình nói vậy. Nhưng mà để mà nói cái gì, chạy dáng lái đẹp lắm anh em ạ. Và cộng với thêm đấy gì, tốc hậu đâm dã man luôn. Cái tốc hậu nó đâm kinh khủng khiếp luôn. Và con này, về bây giờ mình sẽ review cho anh em về những cái mà để anh em thấy là gì. Chúng ta đừng so sánh giữa CBR 250RR với cả ZX25R nữa. Hai con là mình biết, mình chạy cả hai con rồi, mình thấy hai con khác nhau. CBR 250RR chạy lanh hơn, linh hoạt hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng mà lại không thể mượt mà ngọt ngào như con ZX25R này được. Mà con này nhá, khi mà đi ở trong phố ấy, vượt qua người ta rồi, thì khi vượt qua chạy khoảng tầm vài chục mét rồi, người ta mới biết là à, thằng này vừa vượt qua, máy nó êm dã man luôn. Và thêm có một cái điều này, máy 4 máy này, anh em nhìn quả đấy đây, bé tí, ngắn tút luôn. Con này chắc được khoảng tầm mấy phân là cùng nhờ. Cái này thì tua máy nó nhiều lắm, con này đâm hậu. Đâm hậu cực kỳ mạnh luôn, 4 máy, lòng ngắn này, 4 máy, đâm hậu, nhìn nước sơn đẹp không? Có nhũ sơn nhũ anh xanh luôn, đẹp vãi nhờ. Bây giờ thôi, mình đi từ phần đầu đi. Anh em nhìn thấy đây, mình mang con mượn con ZX4R. Đấy, là con Kawasaki Ninja 400 của bên hệ thống Tún Racing. Thì với cảm nhận mình, nó khác nhau ở đúng cái điểm gì? Đúng cái hốc này thôi anh em ạ. Nếu mà nhấc cái hốc này, ộp vào con này luôn thì nó đẹp đẽ tuyệt vời luôn. Còn đâu gần như là không có sự khác nhau về hình dáng. Đều là tiểu Kawasaki H2R, đều tiểu luôn, giống hệt luôn.
Kawasaki ZH2R. Và cái kính chắn gió thì cái này nó nhỏ hơn so với kính chắn gió của Ninja 400. Ngay cả nguyên bản kính chắn gió Ninja 400 nó cũng to hơn nhá. Đấy. Kèm thêm là mình thấy là gì? Là cái côn zin của con này hay hơn, cộng thêm một điểm nữa nhá, mà tất cả những dòng Z650 đều không có. Đấy là gì? Đây anh em, xem camera hoặc xem hộ mình. Thụt upside down. Đấy, thụt upside down kèm với heo chân 100. Thì cái heo này là heo anh em rất giống là gì? Brembo M40, M50, Brembo của BMW. Đấy. Con này giống cả con gì anh em dễ nhận thấy nhất ở trên thị trường bây giờ, Kawasaki Z1000. Đấy. Và thêm nữa này, anh em nhìn quả này. Cái này mấy anh em Ninja 650, Ninja 400, anh em Ninja 400 đều thích đây. Mâm hai đĩa luôn, có hai sẵn hai lỗ đĩa luôn nhá. Đấy, sẵn các lỗ đĩa luôn để lên mâm hai đĩa luôn. Nếu mà anh em nào mà độ chế thì chỉ cần là thay đúng cái ti phuộc này phát là xong luôn. Đấy. Ngon lành nhờ. Đây mâm sẵn luôn nhá, mâm có sẵn luôn. Kèm với thêm là có thêm một điều nữa là gì? Bốn máy đây. Cổ bô, em thấy cổ bô của dòng Gia em đang chơi đúng không? Hai cổ đều chập lại với nhau, đặc trưng của dòng kiểu cổ bô của Akamovic nhờ. Đi bốn cái chập vào và đi thông với nhau, rất hay luôn. Đấy. Và thêm nữa nhá, là các bạn thấy không? Con này nó khác với con ZX25R khác ở cái điểm gì? Thứ nhất là chống đổ của Kawasaki của hãng luôn, kiểu chống đổ của T-Rex. Đấy. Và thêm một điều nữa đặc biệt hơn nữa, đắt hơn nhau 9 triệu ở đây. Camera đi vào đây em. Quick ship đây này. Đắt giá nhất là cái quick ship đây này. Đấy. Con này là có sẵn quick ship luôn nhá. Dây dợ dây điện này, quick ship này. Thì con này là bản có sẵn quick ship luôn. Khung của nó cũng là màu khung đẹp nhờ. Khung đỏ. Đỏ đô cộng với thêm có nhũ. Khung này kiểu dáng kiểu khung của Ducati nhưng màu thì nó lại nhạt, đậm màu hơn. Đấy, đậm màu hơn của Ducati. Cũng là một cái hệ thống khung liền nhá, chứ không phải khung bắt kiểu sport lên đây. Cái đuôi nữa, mình thấy cái đuôi này cũng giống, rất giống của con kiểu đuôi của con Kawasaki ZX25R. ZX4R là con Ninja 400, nhưng mà nó trông nó gọn gàng hơn, nó gọn hàng hơn so với con ấy, so với con Kawasaki ZX4R. Đúng không? Đấy. Ok anh em, và chúng ta a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, but time. Và cái điều anh em đang quan tâm, bốn máy nó khè như thế nào đúng không? Âm thanh nó lực vãi, hay vãi, trời ơi đỉnh cao luôn. Đấy là của con ZX10R chứ không phải con 250 này. What the fuck? Âm thanh con 250 này, anh em nào mà chơi xe đã từng nghe tiếng của CB400 dùng bozin và con Hornet 250, Hornet 600 dùng bozin thì lần ra này con này luôn. Êm không? Ga điện tử đấy, nên là nó phải dồ ga lúc đầu lên một tí xong rồi nó mới bắt đầu dịu lại. Con này là ga điện tử, lên rất là nhạy luôn. Nghe chán chưa anh em? Và đây là nổ con ZX24R lên này.
không thể so sánh được một con bô zin với một con bô độ được. Nhưng mà anh em nghe cái tiếng bô của bốn máy này rồi thì khi mà nó lên bô độ thì âm thanh nó sẽ dồn ra nhiều hơn. Mình nghĩ là âm thanh nó sẽ hay hơn. Nhưng bởi vì là đây là của xe của chủ xe, qua mình rửa xe thôi đấy, thì mình mượn mình review. Nhưng mình thấy là cái gì? Âm thanh cái máy, tiếng máy nó nghe rất quen thuộc của dòng Honda. Và mình chưa nghe con Kawa nào âm thanh nó ríu ríu kiểu này cả. Chưa được nghe luôn đấy. Còn anh em biết con nào mà tiếng nó lên nó ríu 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 như này của Kawa thì comment ở bên dưới hộ mình. Vì là mình chưa từng biết được con nào như này luôn đấy. Và cái điểm mà mình thấy là so với CBR250RR cá nhân mình nhá, thì là thấy là gì, nó trông nó to hơn, trông nó đúng dáng kiểu sport hơn, kiểu trông như kiểu một con hổ giấy mang cái trái tim của con chuột nhắt ấy. Đấy, thì tiếp theo nữa mà cái điểm mà mình lại thấy tiếp là gì, cái càng này anh em nhìn thấy quen thuộc không, của dòng 650 đấy, càng này là chắc chắn là của mấy con 650 nhấc sang. Vành thì là vẫn là vành của dòng 400 đấy, rất là hay. Và cái điều mà mình đang thấy là con này là gì, chạy là gì, yên nó vẫn rất là thấp. Mình cao 1m71 thôi, các bạn nhìn này, mình cao 1m71, mình ngồi lên con này nó cực kỳ là thoải mái luôn. Con này thì dành cho kiểu các bạn mới chơi này, các bạn mới chơi xe từ một máy Exciter R15V3 rồi tất cả MT một tiếc, một máy mà muốn lên trải nghiệm cái dòng 4 máy cộng với là không lên quá cao một lần, đi để trải nghiệm, để lấy cái kinh nghiệm chạy xe đã, thì con này là con cực kỳ hợp lý luôn, lên rất đẹp. Nếu mà để mà nó thấp như R3 thì con này không có cửa, không có cửa chạy kiểu phấn khích như R3 đấy. Còn con này thì để mà mình thấy là chạy cái đâm tốc hậu lên thì thật sự là nó kinh hoàng đấy. Với những con mà chạy kiểu tốc hậu, con này ga điện tử kèm với thêm là nó chạy nó đâm hậu thì con này cũng là một con kinh khủng, không thể để so R3 với cả CBR250. R3 thì không tính rồi vì R3 là 320 phân khối, nhưng mà với những con mà như dòng như CBR250 mà chạy đâm hậu thì mình nghĩ là CBR250 thì sẽ yếu thế hơn so với con ZX25R này. Nhưng mà chạy tốc đầu chạy tầm 201 thì chắc là CBR250R sẽ ăn được luôn con này. Thực tế là chưa ai so sánh cái đấy cả. Cũng là ở Việt Nam mình cũng chưa ai lôi hai con đấy để chạy ra thử cả, nên mình không biết, đấy là chỉ phán đoán của mình thôi. Nhưng cái thụt trước thì nó cho cảm giác êm ái cực kỳ luôn, thụt của Showa. Đấy, thụt của Showa rất là êm, và dáng lái chạy này thì nó sẽ được thoải mái hơn, cộng với là chế độ chạy của nó này, tăng lực moment xoắn thôi nhá, chứ nó không phải là mốp chế độ chạy như Honda CBR250RR. Đấy, các bạn nhìn thấy ép không? Power này. Đấy, bây giờ mình bấm vào nhá, bắt đầu tăng lên này. Đấy, bắt đầu set này, tăng lên này, nó hai chế độ này, ba chế độ chạy này, và bây giờ hết rồi. Đấy, bây giờ mình lại tụt xuống này. Đấy, tụt xuống này, bấm set về này. Đấy, thì nó cái đấy nó chỉ có ba cái chế độ chạy lên xuống thôi, chứ nó không phải là chạy cái map chế độ Comfort, chế độ Sport và chế độ Sport cộng như con CBR250RR. Đấy, và tiếp theo nữa là cái mình thấy là gì, tay côn nó nhẹ lắm nhá anh em nhá, nhẹ cực luôn, như kiểu con này độ Akosato luôn ấy. Đây này các bạn này, các bạn nhìn thấy mình bóp một ngón không, mình bóp một ngón luôn này. Mình bóp một ngón luôn đấy. Và cái này thì R3 MT03 không cho lại được cảm giác đấy, nó nhẹ hơn hẳn luôn. Ok anh em, nếu mà cái này mà để những bạn mà cao 1m70, 71 hoặc cao những bạn cao 1m68 hỏi có chạy được không, thì mình khẳng định với anh em luôn, chạy được và rất là ok. Đấy, rất nhiều công nghệ, công năng với cái giá là chứ bạn chủ xe bạn nói là cả đăng ký vào, cả đăng ký tất cả hoàn thiện lên xe là 208 triệu, tức là ra giấy rồi, tức là hoàn thiện để chạy trên đường là 208. Còn mua bản này bạn mua là gần 190, vì là bản này là bản đặc biệt, nó có quick ship, có thêm chống đổ nữa. Đấy. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau. Nếu mà anh em nào chưa like, subscribe thì like, subscribe mình nhá. Có xe gì hay hay mới ra thì mình sẽ review. Và bây giờ mình sẽ đi săn con Triumph Triton 650 review cho anh em. Con này cũng hay lắm nhá. Ok anh em, hẹn gặp lại vlog sau.